Chào My và giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp tối thứ hai hàng tuần trên đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chương trình trực tiếp vừa giải đáp câu hỏi cho quý vị và các bạn, vừa giới thiệu những thông tin mới về du học Mỹ. Xin chào giáo sư. Xin chào cô Trà My. Cảm ơn giáo sư và cảm ơn quý vị quay trở lại với chương trình hàng tuần. Tuần trước thì quý vị đã có dịp cùng giáo sư George Cường Nguyễn tham quan một vòng những cái nơi gọi là học tập, sinh hoạt, làm phòng thí nghiệm vân vân khi mà trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ bước vào năm học mới, đúng vào cái ngày lễ khai giảng luôn. Thì quý vị đã được một kích sở thị các sinh viên tại Mỹ, họ đã bắt đầu vào năm học mới trực diện trên giảng đường như thế nào. Và cái chương trình đó cũng được rất là nhiều quý vị và các bạn đón nhận. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình thường xuyên. Ngày hôm nay tiếp nối những băn khoăn, những nhu cầu tìm hiểu về du học Mỹ giữa đại dịch COVID này thì Trà My xin mời giáo sư dành thời gian ngày hôm nay để giải đáp những thắc mắc của các bạn. Vì đại dịch COVID mà có rất nhiều trường hợp phải bỏ học dở dang, hoặc là phải chuyển trường dở dang, hoặc là phải chuyển ngành học giữa chừng. Thì những cái điều đó nó cũng gây ra một số những cái bất tiện, nhưng mà có nhiều bạn đang có ý định đó thì không dám xúc tiến là vì sợ là nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề tài chính cũng như những cái sự bất tiện khác. Xin mời các bạn cùng tìm hiểu ngày hôm nay. Khi mà mình đang học tại Mỹ, sau khi đã được chấp thuận có I-20 rồi, đang vào học một trường nào đó mà mình không thích cái ngành học đó, hoặc là vì một lý do nào mình muốn đổi trường, muốn đổi ngành học và mình muốn thay đổi những cái kế hoạch học tập của mình, thì mình có những cái phương cách nào để có thể một cách là chuyển đổi học tập một cách dễ dàng, không vi phạm luật di trú Mỹ, không ảnh hưởng tới thành quả học tập của mình cũng như là những cái thời gian mà mình đã bỏ ra công sức và tiền bạc nữa. Dạ, xin hỏi giáo sư câu hỏi đầu tiên mà mọi người thắc mắc á, là một khi đã được nhận vào học trường học nào đó ở Mỹ rồi, mình có thể chuyển trường hay không? Nếu chưa bước vào trường học tập, chuyển trường được hay không? Và một khi đã bước vào trường học tập rồi thì chuyển trường có khả dĩ hay không? Câu hỏi đầu tiên thưa giáo sư. Cái vấn đề mà chuyển trường ở Mỹ thì rất là dễ dàng, không gì khó khăn nếu bạn đi du học ở Mỹ mà có F1 visa. Thì bạn phải theo những cái điều luật của Mỹ để mà đổi trường. Cô có hỏi một câu rằng là trước khi vào học muốn chuyển trường có được hay không? Thì trước khi vào học, ví dụ giống như mình đã được nhận đi học một cái trường ở bên này, nhưng mà trong thời gian trước khi qua Mỹ mà mình muốn đổi qua trường khác thì cũng được, nhưng mà cái cách thức nó có thể là nó hơi khác với cái cách thức mà khi mà mình đã đi học ở một trường đại học ở đây. Vì lý do này hay lý do kia, thường thường mà các bạn cảm thấy cái chương trình học không có thích hợp với bạn, hay là những cái chất lượng không có được cao, các bạn muốn đổi đi trường khác, hay là đôi lúc những cái chương trình dạy ở đây nó có thể cao quá thì các bạn muốn đi học cái chỗ khác nó dễ dàng hơn, đúng theo cái khả năng của các bạn. Thì cái vấn đề đó là chính phủ Mỹ họ rất là thông cảm. Nếu các bạn có F1 visa thì phải theo những cái bước mà chúng tôi sẽ trình bày sau này. Dạ, nhưng mà cái chuyện như vậy chuyển trường, từ khi mà mình bắt đầu được nhận cái I-20 rồi, trước khi mình bước vào trường mình vẫn đổi được, và thậm chí là mình đang học tại trường đó rồi mình vẫn đổi được. Thưa giáo sư, xin giáo sư hướng dẫn từng trường hợp một. Nếu như bây giờ tôi có I-20 mà tôi chưa có đi, tôi chưa có còn ở Việt Nam, tôi chưa bay đi, thì bây giờ tôi muốn đổi trường thì tôi phải làm sao, phải trải qua những thủ tục như thế nào, chi phí ra làm sao, thời gian. Vâng, là ở Mỹ là cái hồ sơ quan trọng nhất là cái I-20 trong cái hệ thống service. Thì nói trước khi chúng ta đi vào chi tiết đó, service là viết tắt của cái Student and Exchange Visitor Information System, là hệ thống dựa trên internet để theo dõi và giám sát, có thể tiếp cận thông tin của chính xác về hiện hành về sinh viên chưa nhập cư. Có nghĩa rằng là khi các bạn muốn thay đổi những cái gì thì cái chuyện quan trọng nhất phải lên báo cáo trên hệ thống service. Cái service là một cái chương trình mà chính phủ Mỹ họ theo dõi các bạn từng bước một trước khi vào nước Mỹ, hay là đã vào nước Mỹ rồi. Tất cả cái gì là các bạn phải nhớ rằng là vào cái service để mà đổi. Thì câu hỏi đầu tiên, nếu mà các bạn đã có I-20 rồi và F1 visa, người ta chấp cho bạn để qua học cái trường đại học ở Mỹ, mà trong khi thời gian trước khi qua Mỹ mà các bạn muốn đổi thì rất là không có gì khó khăn hết. Các bạn phải, cái chuyện quan trọng nhất, các bạn muốn đổi trường khác thì các bạn phải xin một cái trường mới, cho một cái I-20 mới để các bạn lên service đổi. Khi mà trên service system nó đổi ra rồi qua một cái trường mới thì họ cấp cho bạn một cái I-20 mới, thì dùng cái đó thì mình
được thích gọi là có thể là đi qua Mỹ học cái trường mới. Cái đó là rất là dễ dàng, không gì khó khăn. Nhưng mà từ Việt Nam nếu mà mình đã có I-20 của một trường mà mình đổi qua trường khác đó, thì cái I-20 cũ nó tự động nó bỏ hay là mình phải liên lạc với trường? Cái I-20 là cái hồ sơ chứng nhận của một cái trường đại học cho mình vào học một chương trình nào và thời gian là bao nhiêu. Thì khi mà các bạn muốn đổi trường qua trường khác thì cái I-20 của cái đại học cũ không còn giá trị nữa. Mình phải xin trước khi các bạn đổi qua cái trường học mới thì phải muốn chắc chắn rằng là cái trường mới mình sẽ đi học nhận mình được vào, chứ không phải là mình tự động mình cứ đổi. Trước khi mình qua cái trường mới là mình phải nạp đơn xin nhập học để chuyển trường. Thì khi mà họ nhận các bạn vào rồi thì họ sẽ cho mình một cái I-20 mới, thì mình dùng cái I-20 mới đó mình thay thế cái I-20 cũ, thì như đó là hợp lệ với lại cái visa. Dạ, mình có liên lạc với cái trường cũ để nói là thôi bây giờ tôi ngưng, tôi không có dùng I-20 của quý vị nữa, và có xin được những cái lệ phí đã đóng trả lại hay không? Vâng, cái thứ nhất là các bạn phải nhớ là cái người mà cố vấn về vấn đề du học ở Mỹ là nó gọi là tiếng Mỹ nó gọi là Designated School Official, là DSO, là một người rất là quan trọng nhất cho các bạn. Tất cả các gì trường đại học nào khi mà các bạn đã nhận vào thì bạn có một người DSO gọi là assign cho các bạn, để mà các bạn có bất cứ câu hỏi nào các bạn phải liên lạc với người đó trước. Không có làm, không có nên làm cái gì mà không có sự gọi là bàn với lại những cái người này. Thì người DSO này là một cái người được đại học cử ra để mà hướng dẫn các bạn từng bước một. Thì ví dụ giống như ở Việt Nam, các bạn muốn đổi qua trường đại học mới thì các bạn phải liên lạc với cái người DSO của đại học các bạn đã được nhận. Thì những người đó sẽ làm việc với bạn, giúp đỡ bạn và coi như là liên lạc với cái trường đại học mới để mà làm cho giấy tờ cho hợp pháp. Các bạn không nên đổi trường trước khi hay là qua muốn qua cái trường mới thì phải người ta phải công nhận rằng là mình nhận được, tại vì đâu phải là mình nạp đơn là được nhận vào không. Mà nếu mà không được nhận vào thì mình bị hỏng chân và có thể là bị bất hợp pháp. Vâng, dạ cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, nhưng mà một cái thời gian mà mình đổi từ trường này qua trường khác như vậy đó, chờ thường thường là bao lâu? Có phải chờ nguyên một năm học mới hay không? Thưa không ạ, tại vì ở đây người ta có thể chuyển trong cái thời gian mình đang đi học. Nếu mà quá trễ thì có thể hơi khó khăn, nhưng mà nếu mà bắt đầu vào ngay mấy tuần đầu thì nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái chuyện hay nhất là mình chuyển trường phải đợi đến cuối năm, nhưng mà nhiều sinh viên họ muốn chuyển ngay ở trong trong giữa lớp học, thì cái đó là họ cũng sẽ làm cho được, nhưng mà các bạn sẽ mất rất là nhiều, mất cái thời giờ, tại vì đi qua bên kia bắt đầu phải học lại hay phải đợi. Thì nếu các bạn muốn chuyển trường thì nên đợi cho đến cuối, làm giấy tờ trong cái thời gian đó, đến cuối cái semester của đó thì semester sau mình được qua cái trường khác. Dạ, giáo sư đang nói là trường hợp mà mình đang học ở đây rồi mà mình muốn chuyển đổi đó thì là mình nên đợi cho cuối học kỳ cho mọi chuyện nó hoàn tất. Nhưng đừng có đợi đến cuối học kỳ mới làm giấy tờ, phải làm giấy tờ trong thời gian cái semester bây giờ, để giấy tờ đôi lúc làm rất là lâu, một vài tháng mới xong, thì khi mà xong rồi thì mình chuyển qua cái trường mới sau khi cái semester bây giờ hiện tại xong. Tính toán làm sao để mình chuyển đổi ngay lúc học kỳ vừa kết thúc. Dạ, thưa giáo sư, đó mình nói về cái chuyện là từ ở Việt Nam mới nộp đơn mà đổi ý, rồi bây giờ chuyện thứ hai là đi qua đây học được một thời gian và đổi ý, thì cái tiến trình phải trải qua khi mà mình muốn đổi từ trường này qua trường khác hoặc từ ngành này qua ngành khác thì tại Mỹ các bạn có thể làm gì? Cái thứ nhất là mình phải phân biệt giữa cái đổi ngành và đổi trường. Nếu các bạn muốn đổi ngành trong cái đại học hiện tại các bạn còn đang học thì rất là dễ dàng, các bạn không có làm giấy tờ gì nhiều, chỉ mình chỉ liên lạc với người DSO là cái người cố vấn cho mình, và họ sẽ làm việc với những cái văn phòng hiệu trưởng của trường các bạn và sẽ đổi những cái ngành đó và phải update cái service system cho các bạn. Nếu mà các bạn đổi từ trường đại học này qua trường đại học khác thì cái thể thức nó hơi phức tạp hơn một chút. Cái thứ nhất là nếu các bạn muốn được chuyển thì cái chuyện đầu tiên đó là phải duy trì trạng thái visa du học Mỹ của mình trong thời gian đó, có nghĩa là bạn phải đi học đầy đủ, nộp học phí đúng hạn, phải làm việc đầy đủ để mà giấy tờ. Nếu mà các bạn đã vi phạm cái visa du học Mỹ rồi thì không có chuyển được. Cái đó là cái chuyện đầu tiên.
Cái chuyện thứ nhì là khi các bạn đã được rồi thì mình phải liên lạc với người DSO là những người cố vấn cho mình và làm việc với họ rất là chặt chẽ, để những người này họ rất là quan trọng cho các bạn, tại vì họ sẽ cố vấn cho bạn làm những cái bước mà các bạn phải làm. Những cái trường hợp mà được chuyển trường thì tôi cũng muốn đưa ra là cái ba trường hợp sau đây thường là những cái trường hợp mà rất là điển hình. Cái thứ nhất là các bạn còn đang hoàn thành cái chương trình học một trường và đăng ký một chương trình học mới ở trường khác. Chẳng hạn các bạn còn đang học chương trình 4 năm xong cử nhân và chuyển qua học thạc sĩ ở một đại học khác, hay là học thạc sĩ xong muốn chuyển qua chương trình tiến sĩ một đại học khác. Đó là trường hợp đầu tiên, mà thường thường là trường hợp đó không có vấn đề gì hết. Trường hợp thứ hai là hiện tại còn bạn còn đang học ở trường và quyết định đổi trường trước khi hoàn thành cái chương trình hiện tại, có nghĩa là bạn không có hài lòng với những cái về cái chương trình hiện tại, bạn muốn đổi vào cái semester tới. Đó là trường hợp thứ hai, và trường hợp thứ hai họ cũng thông cảm là cũng có thể được. Và cuối cùng là trường hợp thứ ba là liên quan đến những sinh viên du học đã tốt nghiệp cử nhân tại Mỹ và bắt đầu thời gian 12 tháng OPT, thì trong thời gian này bạn phải nộp đơn và được nhận học cái chương trình cao học, và sau đó quyết định đi học thạc sĩ trước khi hoàn thành 12 tháng. Thì trong cái thời gian mà bạn còn đang đi làm, bạn đổi ý, có nghĩa là bạn muốn tiếp tục đi học, thì cũng phải làm giấy tờ chuyển. Đó là những cái trường hợp mà sẽ được chấp thuận. Còn những cái trường hợp khác thì tôi chưa thấy rằng là có thể chấp thuận dễ dàng. Thì sau đây nếu cô cho phép thì chúng tôi cũng muốn đi qua những cái bước mà các bạn phải cần khi mà các bạn muốn. Vâng, trước khi giáo sư hướng dẫn từng bước một đó. Vâng, từng bước một. Cái thứ nhất là theo cái hệ thống service, thì chúng ta đã nói ngay từ đầu là hệ thống service là như thế nào, là một cái chương trình ở trên Internet của chính phủ Mỹ để mà theo dõi những cái bước đi của bạn. Thì cái chuyện đầu tiên là các bạn phải làm việc với cái người cố vấn là DSO để họ hướng dẫn cho. Thì bước đầu tiên là các bạn phải thu thập các thông tin và giấy tờ cần thiết mà người DSO này đòi hỏi bạn có, là những cái những hồ sơ điển hình là thư nhận học của từ trường bạn dự định chuyển tới, có nghĩa là những cái văn bằng mà người ta chứng nhận rằng là người ta đã nhận bạn vào. Nếu mà không có cái đó thì không có được, tại vì mình muốn đi học một trường khác mà chưa được nhận, mà mình nghĩ rằng mình sẽ được nhận rồi thì có thể là sau này mình có thể bị bất ngờ là mình không có được, thì cái cách làm việc nó có thể bị trễ trải đi. Thông tin liên lạc với các cố vấn quốc tế của trường mới, có nghĩa là bạn phải cho người ta biết rằng là mình đã liên lạc với những cái người mà DSO mới, cái trường mới. Cái thứ ba, cái mã service mới của trường mới. Đó là khi mà đó là bước thứ nhất. Bước thứ nhì là phải hoàn thành mẫu đơn chuyển trường service I-20 trực tuyến trên website của phòng dịch vụ quốc tế. Trường đại học các bạn còn đang học, người ta sẽ giúp đỡ bạn bằng cách chuyển đơn, hoàn thành cái mẫu đơn để chuyển trường trên web. Bước thứ ba là văn phòng dịch vụ sinh viên quốc tế gửi email xác nhận thông tin của bạn trên service đã đổi qua trường mới. Đó là văn phòng dịch vụ của cái trường đại học của bạn hiện tại phải gửi email xác nhận thông tin là bạn đã làm rồi. Thường thường bạn phải chờ 10 ngày để kể từ bước thứ hai mới được kết quả. Thường thường là nó là tối thiểu là 10 ngày mới đến cái bước thứ ba là văn phòng quốc tế của bạn họ chứng nhận rằng là bạn đã làm giấy tờ mới. Bước thứ tư là liên lạc với văn phòng tuyển sinh quốc tế của trường mới của bạn sẽ chuyển tới và hỏi thời gian nhận mẫu đơn I-20 mới. Có nghĩa là các bạn phải có cái I-20 mới thì các bạn mới bắt đầu được hoàn thành cái giấy tờ. Thì đó là những cái bước mà các bạn phải theo rõ ràng để mà
chuyển cái trường từ cái trường hiện tại bạn cần học qua cái trường khác. Có phải là phải có những cái điều kiện gọi là rất hợp lý thì mới được chuyển trường giữa chừng hay không? Ví dụ như là vì lý do cá nhân nào đó mà tôi không thích hoặc tôi học không nổi, hoặc là cái trường này tôi cảm thấy chất lượng tôi không ưng ý, thì những cái lý do đó có cần phải giải trình khi mình chuyển trường hay không? Hay là cái chuyện chuyển trường là cái chuyện đương nhiên sẽ được chấp nhận nếu mình có cái... Thường thường trên khi các bạn điền qua cái mẫu thì họ có cái mẫu trong đó, tôi nghĩ rằng là họ hỏi cái lý do tại sao, thì các bạn có thể nói thật thà rằng là tôi học ở đây tôi không có thích cái môi trường ở đây, hay là cái chất lượng ở đây nó không đúng theo cái mức độ mà tôi muốn, thì tôi muốn đổi trường. Là đó là chuyển từ trước khi ra trường, mà thường thường mà học sắp ra trường thì cái vấn đề mà chuyển từ trường này qua trường khác thì rất là dễ dàng. Nhiều ở bên Mỹ thì thường thường các sinh viên học cứ nhân một trường và đổi qua cao học một trường khác, thì rất là thường, thì cái chuyện đó là không có vấn đề. Dạ, vâng thưa giáo sư. Nhưng mà nói về những cái lý do đó thì không cần phải có những cái lý do rất dính đáng, rất là khó khăn ngặt nghèo thì mới được chấp thuận, mà có thể là các bạn không thích hoặc là học không nổi thì các bạn cũng chuyển trường được. Nhưng mà cái quan tâm đó là khi chuyển trường như vậy, những cái lỗ lã thiệt hại sẽ có là gì đối với du học sinh quốc tế thưa giáo sư? Cái thứ nhất là nếu mà các bạn chuyển ở giữa, bởi thế tôi khuyên rằng ngay từ đầu là các bạn nên sửa soạn giấy tờ để chuyển cuối mùa. Nếu mà các bạn chuyển giữa mùa có thể được, nhưng mà bạn mất nếu mà quá cái deadline của cái những cái ngày mà mình mà xin tiền lại đó, refund đó, thì các bạn sẽ không không được lại cái tiền các bạn đã đóng cái học phí cho trường đó. Thì cái hay nhất là mình cứ làm tất cả các giấy tờ và đợi đến cuối, thì những cái học phí mình đóng cho cái semester đó xong rồi thì coi như là họ không cần phải trả lại cho mình. Và dùng lúc đó thì các bạn phải dùng cái tiền và trả tiền cho cái trường đại học mới. Bởi thế nếu mà có cái planning mà mình làm trong cái semester để đợi cuối cái semester mình làm xong thì tốt hơn là mình quyết định nửa chừng. Dạ thưa giáo sư, nhưng mà mình có thể yêu cầu được hoàn trả lại số tiền mình đã đóng khi mà mình đã đi nửa đoạn đường như vậy đó. Dạ thì cái mức mà được trả lại đó là 50% hay là hoàn toàn 100%? Tùy theo, nếu mà mình quyết cho thông báo cho nhà trường ngay trong trước khi mình... nó gọi là cái airdrop, đấy là những cái ngày mà sinh viên có quyền để mà đổi cái chương trình học, có nghĩa là add cộng vào cái lớp học, hay là bỏ đi những cái lớp học, thì cái deadline đó thường thường là thường cái tuần thứ hai khi từ cái ngày bắt đầu đi học, mà thường thường các bạn quyết định mà trước đó đó thì thường thường là được 80% lại, nhưng mà sau đó chỉ còn 50% mà thôi. Mà nếu mà quá đi vài tuần sau đó nó có một cái deadline thì các bạn không có được nhận được lại một đồng xu nào hết. Dạ, tại vì thường thường học phí là đóng từ đầu học kỳ trước đóng khi học đầu. Rồi. Thưa giáo sư, lúc này thì mình đang trình bày những thông tin mới, nhưng mà có những thắc mắc của các bạn mình sẽ xen kẽ vừa trả lời và vừa trình bày thông tin cập nhật luôn. Bà Nguyễn Châu xin hỏi là nếu đi du học Mỹ của năm 12 đó thì nên lựa trường công hay trường dân lập? Thì đấy cái chương trình mà đi du học cấp 3 đó cô, lớp 12 ở Việt Nam đi học cấp 3, thì bên này chúng ta đã nói trong quá khứ là có những cái chương trình giao kết giữa một trường học công ở đây, trung học ở đây với một trường cấp 3 ở Việt Nam, thì cái vấn đề đi rất là dễ dàng. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng là trường công ở Mỹ chỉ cho phép các bạn chỉ học một năm mà thôi. Nếu mà lớp 12 thì các bạn học xong một năm là các bạn phải ra khỏi trường. Nếu mà thì đương nhiên rồi, cuối cái năm lớp 12 thì không còn lớp nào nữa thì các bạn ra. Nhưng mà nếu mà muốn tiếp tục, nếu mà học lớp 11 thì có thể là đi những trường tư thì các bạn có thể học. Nhưng mà cái vấn đề học phí thì nó khác hẳn. Học trường tư thì phải trả, còn học trường công thường thường các bạn không phải trả tiền học phí, nhưng mà trả những cái lệ phí cho những cái cơ quan họ giúp đỡ mình qua cái trường đó. Dạ, giáo sư đang nói là đối với cái bậc mà trung học á, thì dĩ nhiên khi mà các bạn qua đây học tập mà các bạn được nhận vào trường công thì các bạn phải qua một cái chương trình trao đổi giữa hai trường Mỹ với Việt Nam, chứ không có tự động mà các bạn từ Việt Nam mà xin vào được một trường công trung học của Mỹ mà học đâu. Tại vì cái hệ thống trường công của Mỹ từ lớp 1, từ mẫu giáo cho tới lớp 12 á, là hoàn toàn miễn phí phục vụ cho học sinh, sinh viên ở trong nước
tại nước Mỹ thôi chứ không phục vụ cho du học sinh nước ngoài. Vì vậy cho nên là du học sinh từ nước ngoài muốn học những cái lớp học mà từ 12 trở xuống đó thì hoàn toàn phải học trường tư hoặc là phải qua một cái chương trình trao đổi giữa hai trường Việt-Mỹ có kết hợp với nhau. Và chương trình trao đổi này thì thường đi theo cái dạng là tìm hiểu, học hỏi về văn hóa và chỉ có thời hạn 1 năm là cao nhất. Tối đa là 1 năm mà thôi, sau năm đó phải trở về nước hoặc là muốn ở lại học thì phải có một cái kế hoạch là vào trường tư và có những cái tài chánh độc lập. Mà trường học tư ở đây thì dĩ nhiên là các bạn cũng biết là chi phí rất là cao. Tóm lại là nếu ở dưới bậc đại học mà đi học trường công á, thì cơ hội rất là ít, nếu chỉ có thì là trong dạng là trao đổi văn hóa, còn không nếu các bạn đi học thì trường tư và học phí rất là cao. Và thường thường thì người ta cũng khuyên là ít nhất là cũng phải lớn lớn một chút xíu, lớp 11, lớp 12 hãy đi. Vậy coi như đó là một bước đệm để các bạn vào trường đại học, chứ đừng nên đi sớm quá, tuổi nhỏ quá thì về những cái vấn đề sinh hoạt này kia nó cũng khó khăn, chi phí học tập cũng cao nữa. Dạ, và cái câu hỏi tiếp theo của người bạn này là trong cái lớp 12 đó mà mình đi học á, thì có cái tỷ lệ được học bổng đại học cao hay không? Cái vấn đề đi học đại học thì họ dựa trên cái điểm trung bình của bạn, điểm GPA đó là grade point average với những cái hoạt động ngoại khóa của mình. Nếu mà đi học ở một trường trung học ở Mỹ thì nó cũng có lợi hơn một chút là các bạn đã qua được 1 năm và tiếng Anh có thể giỏi hơn, thì có thể rằng là khi mình nạp đơn thì người ta thấy cái đó là có một cái kinh nghiệm mà qua 1 năm ở trường trung học ở Mỹ, thì cái đó là nhiều trường đại học ở đây họ nghĩ rằng là cái đó là một cái ưu điểm. Nhưng mà cái vấn đề quyết định các bạn được được học bổng hay không là tùy theo cái sức học của bạn, những cái điểm trung bình của bạn khi mà các bạn ra trường trung học cấp 3 ở Việt Nam. Dạ. Câu hỏi tiếp theo của Hiếu Trần là ở tuổi ngoài 40, khoảng 40 trở lên đó, thì xin visa đi du học cao đẳng cộng đồng có khả năng đậu visa cao hay không? Thì chúng ta biết rằng là vấn đề đi học ở Mỹ, bất cứ một cái cấp nào ở đại học thì không có cái vấn đề giới hạn về tuổi tác. Thì theo tôi biết rằng nếu mà bạn ngoài 40 mà xin đi học một trường đại học cộng đồng, community college bên này, một cái ngành nào đó, thì người ta cũng thông cảm rằng là các bạn muốn học thêm một cái nghề để đi làm, có một cái lý do nào đó, có thể muốn làm nhiều tiền hơn hay là muốn phát triển về những cái kiến thức của mình, thì cái vấn đề đó rất là được hoan nghênh ở Mỹ. Là tôi thấy không có gì, tại vì cái tuổi lớn mà các bạn phải lo lắng hết. Dạ, họ không có giới hạn tuổi tác, nhưng mà cái vấn đề để các bạn thuyết phục được cái nhà phỏng vấn của các bạn cấp visa cho các bạn đó, thì các bạn phải có chứng minh được là mình có cái ý định kế hoạch đi học tập nghiêm túc và trở về sau khi học tập, và chứng minh được tài chính đó, thì cái đó là cái quan trọng. Chứ còn cái tuổi tác không có là vấn đề, nếu các bạn có cao tuổi đi nữa mà các bạn chứng minh được là ồ tôi đang rất là cần phải học cái này để nâng cấp nâng cao kiến thức để về tôi đang làm cái công việc này đầu tư cái này hoặc là đang làm cho hãng xưởng kia hoặc là công ty nọ thì vẫn được thôi, miễn là các bạn chứng minh được cái sự thành thật khi đi học và quay trở về và có được cái tài chánh đảm bảo được 4 năm học. Thí dụ như các bạn đi học vào 4 năm đại học hoặc là 2 năm cao đẳng, vân vân, thì phải có đảm bảo tài chánh. Dạ, cảm ơn các bạn có những cái thắc mắc nào liên quan Tôi tới du học muốn không? nói thêm một chút nữa, cô Trà My nói rất là đủ rồi, nhưng mà nhiều nhiều bạn không có hiểu rõ ràng cái khi mà mình đi phỏng vấn, cái mục đích, cái sự phỏng vấn là chính phủ Mỹ họ muốn biết rằng là cái mục đích mình đi du học ở Mỹ là ở lại hay là ở về. Mà nếu mà mình chứng minh cho họ bất cứ cái tuổi cứ ở tuổi nào mà cái ý định của mình đi làm, đi học ở Mỹ và sẽ về Việt Nam, thì cái đó là cái chuyện chính. Có nhiều người trẻ tuổi được nhận vào trường đi học bên này, nhưng khi đi interview mà không có thuyết phục được cái người phỏng vấn đó là mình sẽ về được thì không có được visa. Cái vấn đề là không phải vì cái tuổi mình, nhưng mà mình phải thuyết phục cho họ, là cho họ tin tưởng rằng là sau khi mình học xong rồi mình về lại Việt Nam. Dạ, thưa giáo sư, tiếp tục với lại cái chủ đề ngày hôm nay, tức là giữa chừng mình thay đổi ý định đó, thì cũng có liên quan tới đại dịch. Lúc này cũng có nhiều trường hợp là vì đại dịch giữa chừng đang học mà họ về Việt Nam bây giờ kẹt quá, lại qua không được, không tiện, hoặc là tài chính ảnh hưởng do dịch COVID ở Việt Nam hoành hành mạnh thì cái ảnh hưởng tới tài chính gia đình để tiếp tục trở lại Mỹ đi du học. Thì có những cái trường hợp như vậy mà họ phải tạm dừng hoặc là gián đoạn nửa chừng như vậy, họ có thể yêu cầu trường đại học ở đây bảo lưu kết quả họ đã học tập để mà sau này khi có điều kiện họ trở lại tiếp tục nữa hay không, hay là coi như sau này sẽ trở lại từ đầu?
Câu hỏi của cô rất là hay. Đây là những cái sinh viên mà họ càng đi còn đang đi học ở Mỹ có những ưu tư như vậy. Có thể rằng là hiện tại những gia đình ở Việt Nam, bố mẹ trước cái đại dịch thì có những cái công việc làm, nhưng mà bây giờ tại vì đại dịch không có đi làm được và không có thể có tiền để gửi cho con học ở bên này, thì các sinh viên bên này họ muốn trở về nước để mà tránh khỏi cái vấn đề tài chánh mà bố mẹ không có thể giúp được. Thì những cái trường đại học ở Mỹ họ có những cái hệ thống, họ để lại tất cả những cái lớp học, các bạn đừng có phải lo nếu mà mình về lại Việt Nam mà trở lại trong vòng bao nhiêu năm cũng được, tùy theo khi nào bạn trở lại thì cái hồ sơ của bạn vẫn còn tồn tại trong trường đại học này. Có thể là bạn về Việt Nam mà 5, 6 năm sau hay 10 năm sau muốn trở lại Mỹ học thì hồ sơ vẫn còn và bạn tiếp tục cái chương trình đó ở bên này. Và coi như là cái đó là coi như bảo lưu kết quả đó, sau khi mình trở lại thì mình có thể tiếp tục. Nhưng mà thí dụ đã gián đoạn một thời gian khá lâu, khá dài vài năm, thì trường có bảo mình là phải học lại một vài khóa để mà ôn lại kiến thức hoặc là hội đủ điều kiện hay không, vì họ sợ là một thời gian như vậy thì mình cũng đã hao mòn kiến thức, mình đã không còn cập nhật thông tin về kiến thức nữa đó. Thưa sư, có phải học lại lớp nào không khi mình trở lại? Nếu mà trong cái thời gian 5 năm đó mà cái chương trình học của bạn đầu tiên nó đổi thì các bạn phải học những cái lớp mới. Nhưng mà nếu các bạn qua đi học mà vẫn đậu được những lớp là mình đã chứng minh mình có cái khả năng rồi, thì khi mà các bạn trở lại người ta không cần phải bắt các bạn phải thi để chứng minh là mình có cái khả năng. Người ta vẫn cho các bạn lấy những cái lớp học, và khi mà các bạn lấy những lớp học đó mà các bạn không có đậu, chứng tỏ là các bạn không khả năng, thì lúc đó cái trường hợp đó thì người ta sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng mà khi các bạn trở lại thì đó là không có những cái điều kiện. Nhưng mà có những cái trường hợp giống như nhiều người học chương trình thạc sĩ và vì lý do này hay kia không có hoàn thành được cái chương trình đó và trở lại trong 10 năm hay 20 năm chẳng hạn, thì cái câu hỏi của cô rất là đúng. Thì là những cái lớp học mà mình học cách đây 10 năm, 20 năm thì nó hơi bị có những là cổ rồi. Thì bây giờ lúc đó các trường đó họ bắt lấy những cái lớp mới lại chứ không phải là phải thi lại. Thì là tại vì cái chương trình mà trong cái quá khứ khi các bạn lấy cách đây 5-10 năm, có thể trong cái thời gian các bạn ở Việt Nam thì ở đây những cái chương trình họ được bổ túc, có cái lớp học mới và có thể cấp tiến hơn, thì các bạn khi qua thì phải lấy thêm những cái lớp đó thôi. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Lúc nãy giáo sư có nói rằng tất cả những cái bước mình phải thực hiện, mình tính toán làm sao để mà vừa hết học kỳ là mình chuyển qua trường khác hoặc là mình thay đổi đó, để cho nó không có bị vướng bận là khó khăn về kết quả học tập dở dang hoặc là cái tiền bạc mình đã đóng mà mình không được trả. Nhưng mà cũng có một cái là gọi là cái lệ phí cho service. Cái gì về cái khâu chuyển đổi, gì tất cả du học sinh tại Mỹ muốn làm gì, thay đổi gì cũng phải qua service, là cái nơi mà nắm cái hồ sơ đường đi nước bước của du học sinh để đảm bảo rằng các bạn không có vi phạm luật di trú trong cái thời gian F1 visa của các bạn có hiệu lực để học tập tại Mỹ. Thì thưa giáo sư, với những cái sự chuyển đổi đó thì với service mình có bị lỗ lã tiền bạc gì hay không, hay là đóng lại đóng tới đóng đuôi gì không? Thưa cô, cái câu trả lời đơn giản là không. Thì tôi cứ trả lời theo chi tiết là các bạn không phải trả cái lệ phí, cái chi phí dịch vụ cho service là $200 đó thêm một lần nữa, tại vì các bạn đã trả rồi. Bây giờ mình chỉ thay đổi thôi. Thêm vào đó bạn có thể giữ nguyên cái số ID đó, service của mình ngay từ đầu. Thì tất cả các quyền lợi ở trường thì được nhanh nhẹn hơn. Tại vì họ nghĩ rằng là tại vì mình thay đổi chứ không phải là mình bắt đầu apply lại ngay từ đầu. Thì cái tiền lệ phí đó mình đã đóng một lần rồi thì mình không cần đóng lại. Cảm ơn giáo sư. Lúc này có câu hỏi của Nam Việt là về vấn đề tài chính đó. Khoảng bao nhiêu tiền phải chứng minh để đi du học thưa giáo sư? Cái câu hỏi đó rất là tổng quát. Cái thứ nhất là các bạn phải coi rằng là cái chương trình mình học vào một đại học nào, thì cứ mỗi đại học ở Mỹ tùy theo cái mức độ của họ, giống như những đại học cao đẳng cộng đồng thì nó ít hơn những cái đại học 4 năm. Thì câu hỏi này chỉ được trả lời khi mà chúng ta biết rằng là bạn được nhận vào một đại học nào và ở mức độ nào. Nhưng mà nói trung bình thì nếu mà ở đại học cao đẳng cộng đồng thì một năm thì khoảng đâu 20.000 cho đến $30.000 một năm cho tiền học. Những đại học mà từ 4 năm trở lên cho đến cao học thì thường thường từ 40 đến $60.000 tiền học phí. Ngoài ra các bạn phải nhớ rằng là vấn đề ăn ở bên này, tiền room and board thì khoảng
12.000 cho đến 15.000 đô la một năm. Dạ, cảm ơn giáo sư. Các bạn có thắc mắc nào về du học Mỹ nữa, xin vui lòng gửi trong phần bình luận nha. Chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn trong lúc chương trình diễn ra trực tiếp. Thưa giáo sư, trở lại với chuyện đổi trường học, đổi ngành học giữa chừng. Bây giờ mình nói đổi trường rồi, bây giờ hỏi thăm về đổi ngành học đó giáo sư. Dạ, thì đang học một ngành này mà đổi qua một cái ngành khác mà nó hoàn toàn không liên quan thì có những cái khó khăn nào không? Có phải đi lại từ đầu hoặc là lấy lại những bài thi từ đầu để vào ngành học mới hay không? Giả sử một người đang học về kỹ sư mà muốn đổi qua mỹ thuật thì như thế nào? Những cái chương trình đại học ở Mỹ tùy theo cái ngành nào mình học, ví dụ các bạn vô học cái ngành nào đó thì những cái chương trình họ đưa ra những cái gọi là curriculum, là cái chương trình học các bạn phải học qua bao nhiêu lớp và bao nhiêu tín chỉ như vậy, và những cái lớp họ cho rõ ràng là nếu muốn học cái ngành này thì phải học những lớp học này. Thì khi bạn có đang học ở một cái ngành và bạn muốn đổi qua một ngành khác mà cái ngành khác nó không có liên quan gì đến, không có giống gì những cái ngành các bạn có đang học, thì cái chuyện đầu tiên đó là các bạn nên liên lạc cái người gọi là cố vấn, faculty advisor cho mình ở trong trường của mình, và người đó họ sẽ làm việc với cái một cái faculty advisor ở trường mà cái chương trình mình đổi. Ví dụ bây giờ các bạn ở trường kỹ sư mà các bạn muốn đổi qua trường về âm nhạc chẳng hạn, thì cái đầu tiên là cái người advisor của bạn ngồi xuống coi cái chương trình của bạn đã hoàn tất rồi là bao nhiêu năm, những cái lớp gì các bạn đã lấy trong chương trình kỹ sư chẳng hạn, rồi người ta sẽ làm việc với người cố vấn ở bên trường âm nhạc và coi những cái chương trình âm nhạc, cái bằng mà các bạn muốn ra để cần những lớp học nào. Thì khi những cái lớp học mà, tại vì bất cứ các sinh viên nào vô một hệ thống đại học giống như hệ thống đại học của Công giáo Hoa Kỳ chẳng hạn, thì cái năm đầu và năm thứ gì thì các sinh viên lấy những cái lớp giống nhau rất là nhiều. Thì bởi thế khi mình đổi qua, nếu các bạn càng đổi cái ngành càng sớm thì càng tốt, thì mình bớt mất thời giờ. Ví dụ các bạn cuối năm thứ 3 rồi mà muốn đổi ngành thì bạn có thể mất một năm, tại vì thường thường những cái ngành ở bên này thường năm thứ 3 là họ chú trọng vào cái ngành của mình rồi lấy những lớp học. Mà nếu các bạn chuyển ngành trong cái năm đầu hay năm thứ 2 thì nếu mình đổi qua một cái trường khác thì những cái lớp học mà mình học ở cái trường hiện tại nó vẫn được công nhận từ cái trường thứ 2 đó. Thì càng sớm thì càng tốt, và càng trễ thì càng bạn thì nhiều mất. Thì khi mà hai cố vấn làm việc với nhau thì họ cho mình biết rằng là mình phải lấy thêm những lớp học như thế nào để hoàn thành cái chương trình thứ 2. Dạ. Cái đại học, cái trường mới mà mình đổi ngành trong cái đại học của mình. Dạ. Tức là ngoài những cái lớp học về chuyên môn thì nó có những cái lớp học đại cương, những cái kiến thức tổng quát nền đại cương. Thì nếu như các bạn chuyển trường thì mặc các bạn đã học những cái lớp đại cương đó ở trường cũ rồi thì qua trường mới khỏi phải học lại. Chỉ học những cái lớp chuyên môn mà thôi. Mà miễn chúng ta nói là cái trường trong cái hệ thống đại học, nếu mà chuyển trường qua một cái hệ thống đại học khác thì nó phức tạp hơn. Dạ, yeah. Thí dụ Đại học Công giáo Hoa Kỳ mà chuyển sang thành là đi muốn học Đại học Stanford ở California thì nó hoàn thì cái hình thức nó cũng giống nhau, nhưng mà nó có thể rằng là những cái lớp học các bạn lấy năm đầu và năm thứ 2 ở sinh viên ở đây cho freshman với là sophomore thì có thể khác với những cái sinh viên mà học ở Stanford chẳng hạn. Thì những cái lớp học đó bạn phải lấy lại. Thì nếu mà nó chuyển cái ngành trong cái hệ thống trường đại học của bạn thì các bạn sẽ mất mát ít hơn là đi đại học khác. Dạ, giáo sư nói là cùng một hệ thống, tức là một cái trường đại học ở đây nó có nhiều cái trường nhỏ trong đó đó các bạn. Thí dụ Đại học Công giáo Hoa Kỳ có trường kỹ sư, có trường âm nhạc, có trường hội họa v.v. Nếu các bạn chuyển từ trường này qua trường kia cũng muốn của một cái Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì đỡ hơn, tại vì cái giáo trình của họ nó tương đương với nhau. Còn nếu mà các bạn chuyển từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ qua một cái đại học khác, một hệ thống đại học hoàn toàn khác biệt thì lại khó khăn hơn, là vì nếu những cái trường đó nó có những cái lớp đại cương nó khác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn Hiếu Trần xin hỏi năm học mới 2022 muốn đăng ký cao đẳng cộng đồng phải nộp hồ sơ khoảng tháng nào? Thường thường cái deadline cho những cái hồ sơ để đi học vào tháng Giêng là tôi nghĩ rằng là sắp hết hạn rồi, tùy theo trường, nhưng mà thường thường là nếu mà đi học vào mùa fall thì là tháng 11, tháng 12 là xong rồi. Mà tôi nghĩ là nếu mà muốn bắt đầu đi học mùa spring là đầu năm á, thì có thể rằng là cái deadline nó bắt đầu có thể hết rồi đó, vào tháng 9
cuối tháng 9 là tôi nghĩ là chậm nhất. Nhưng mà bây giờ có cái tin tốt cho các bạn biết là hiện tại COVID ở Mỹ, cái vấn đề đại dịch thì họ du di rất là nhiều, có thể có những trường hợp mà nó trễ rồi họ vẫn nhận như thường. Thì các bạn trước khi quyết định thì cũng phải liên lạc những cái cơ quan ở đây để biết rằng là mặc dù cái deadline nó đã pass là mình có xin được hay không. Dạ, giáo sư có nói mùa fall tức là mùa thu, thường thường là nhập học vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 đó quý vị. Thì nếu mà nhập học cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì thời hạn chót để nộp đơn là tháng mấy giáo sư? Là tháng 11 cô. Của năm trước, tháng 11 của năm trước. Còn nếu các bạn muốn học mùa xuân, tức là thường thường là tháng giêng bắt đầu hả? Tháng 11 là cho những người early decision, là muốn cho những cái quyền lợi, nhưng thường thường đến tháng 3 vào đầu năm thì đã hết đó. Nếu mà nạp tháng 3 thì không phải early decision những cái đơn đó thì không có những cái quyền lợi về học bổng như những người nạp trước. Thì nếu mà các bạn không có lo lắng gì vấn đề học bổng thì tôi nghĩ rằng là từ đây đến cuối năm là bạn cũng có thể có cơ hội nạp đơn cho những trường đại học cao đẳng cộng đồng ở Mỹ. Vào mùa thu năm sau, tức là nếu mà tháng 9 của năm 2022 các bạn muốn nhập học thì cuối năm nay các bạn phải hoàn tất nạp hồ sơ. Nếu mà học tháng giêng thì bây giờ là chắc là hết hạn, nhưng mà các bạn xin gia hạn được. Dạ, early decision là các bạn nộp sớm chừng nào thì có cái cơ hội được xét duyệt học bổng chừng đó. Cảm ơn giáo sư. Nếu mà có một người ở Mỹ này mà bảo lãnh tài chính thì có đi du học được không? Được, có, tại vì người ta chỉ cần rằng là có chứng minh rằng là từ những cái có tài nguyên đi học như thế nào thôi. Thì không những là những người bố mẹ Việt Nam có thể là chứng minh về vấn đề tài chính, mà nếu có những người thân ở đây mà họ bảo đảm rằng để giúp đỡ những cái vấn đề chi phí thì học phí thì cũng được được công nhận được. Nhưng mà miễn sao các bạn phải chứng minh được là các bạn học xong quay về. Đó, rất quan trọng. Dạ, thời gian hết rồi. Bây giờ mình nói, trong lúc mà các bạn đang học ở trường này mà chuyển sang trường khác thì cũng có nhiều bạn vừa học vừa làm, đang làm trên cái trường của mình. Thí dụ có thể là trợ lý giáo sư, trợ lý phòng giảng hoặc là trợ lý phòng lab thí nghiệm vân vân. Giờ đang đi đang dạ đang làm việc như vậy mà đi đổi trường thì có bị mất cái công việc làm ở trường cũ hay không giáo sư? Thưa không cô, có nghĩa là đến khi mà cái trường đại học mới cho mình cái I-20 mới thì mình có quyền mình làm việc ở đại học cũ cho đến khi cuối cùng. Có nghĩa là hiện tại các bạn muốn đi học một trường khác, các bạn cũng có thể làm việc từ đây cho đến cuối cái học trình, cuối cái semester này, rồi xong rồi mình đổi qua. Khi mà các bạn qua trường mới rồi thì lúc đó không có làm việc được cái đại học cũ nữa. Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều, đã lố của giáo sư 3 phút. Tại vì giáo sư hiện bây giờ đang ở Mỹ là 12 giờ trưa đó quý vị, chuẩn bị vào lớp học để mà giảng dạy tại trường. Giáo sư đang ở văn phòng ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Dạ, bây giờ mình sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ hai tuần sau để tiếp tục giải đáp những thắc mắc của các bạn ở đây nhé. Có câu hỏi nào mà Trà My chưa trả lời thì xin nợ các bạn vào tuần tới. Mong các bạn đón xem 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam thứ hai mỗi tuần, chương trình hỏi đáp du học trực tiếp sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mới và giải đáp thắc mắc về du học Hoa Kỳ. Và nhớ share và like dùm Trà My để cho chương trình được vươn xa hơn nữa nha các bạn. Câu hỏi của Hoàng Trọng Kha đến trễ quá, hỏi về UBC, UCB, Stanford, UCLA. Giáo sư ơi, hẹn tuần sau nhé. Giáo sư, dạ, giáo sư phải vào lớp liền bây giờ đó bạn Khoa ơi. Bạn đón xem chương trình tuần tới dùm Trà My nhé. Chương trình mỗi tuần như vậy, tối thứ hai 10 giờ rưỡi bắt đầu. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ hai tuần sau để tiếp tục câu chuyện. Xin chào cô và các bạn. Dạ, xin chào giáo sư. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Xin hẹn gặp lại.